Nhà đẹp Tuấn Đạt xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tuấn Á. Tuấn Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hưng, có địa chỉ tại Hưng Yên. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Hưng nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy và phối cảnh 3D căn nhà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hưng. Căn nhà của anh Hưng là căn biệt thự cấp 4 mái Nhật, có phong cách tân cổ điển và màu be là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với việc bố trí thêm các cây xanh cho chúng ta thấy được một ngôi nhà sang trọng, bắt mắt và cực kỳ đẹp. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế 5 bậc cấp, và các bậc cấp sẽ được chúng tôi thiết kế dạy loe ra để tôn lên sự sang trọng bề thế của ngôi nhà. Ở hai bên sẽ được thiết kế lan can con tiện để đảm bảo an toàn cho việc đi lại cũng như tôn lên sự sang trọng cho tổng thể căn nhà. Lý do chúng tôi thiết kế 5 bậc cấp là bởi vì đối với ngôi nhà biệt thự cấp 4 thì càng cao sẽ càng thể hiện được sự bề thế sang trọng của ngôi nhà. Do đó chúng tôi tư vấn cho anh Hưng rằng trong quá trình thiết kế và thi công thì sẽ nâng cốt đất nền lên và thiết kế 5 bậc cấp nha các bạn. Ở khu vực tiền sảnh thì hai cột hai bên sẽ được chúng tôi thiết kế là cột kép, cột tròn, và chân sẽ là được thiết kế là chân cột vuông hình chữ nhật gì đó. Và các bạn có thể để ý các cột tròn sẽ được chúng tôi thiết kế thêm các đường chỉ âm, các đường phào, và phía trên sẽ được có thêm các họa tiết trang trí nhìn rất là đẹp, bắt mắt và rất là sang trọng. Không phải ngôi nhà nào cũng có được những thiết kế như thế này nha các bạn. Cửa chính thì sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh và được sơn màu đỏ nha các bạn. Ngoài cửa chính thì hệ thống cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu be là màu chủ đạo, và ngôi nhà có phong cách tân cổ điển cho chúng ta thấy được một ngôi nhà vừa sang trọng và bắt mắt. Ngoài ra thì sử dụng cửa sổ nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng và hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Các bạn có thể để ý cửa sổ ở giữa sẽ được chúng tôi thiết kế mái vòm để căn nhà đậm chất tân cổ điển và tạo kiến trúc cho ngôi nhà. Xung quanh thì sẽ được chúng tôi đắp thêm đường phao, có thêm các họa tiết trang trí nhìn để căn nhà trở nên bắt mắt và tạo điểm nhấn cho tổng thể căn nhà. Ở các góc của ngôi nhà thì chúng tôi sẽ đắp giả cột. Cột ở đây được chúng tôi đắp sẽ là cột vuông, đi kèm với đó là các họa tiết trang trí ở phía trên rất là đẹp và sang trọng. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng mái, chúng tôi sẽ đắp thêm đường phào đơn giản nhằm mục đích phân tầng và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Phía trên thì mái thì chúng tôi sẽ có thêm các phù điêu, tấm phù điêu và các họa tiết trang trí ở phía trên để tôn lên sự sang trọng, bề thế của căn nhà anh Hưng. Căn nhà của anh Hưng được chúng tôi thiết kế có hệ mái sẽ là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái, màu của mái để sao cho hệ mái sẽ tôn lên sự sang trọng, bề thế và nguy nga của ngôi nhà, cũng như màu mái sẽ được chúng tôi chọn là màu xanh da trời để hợp với phong thủy của anh. Ngoài mái chính, chúng tôi sẽ thiết kế thêm hai mái con ở hai bên rất là cân đối, đối xứng với nhau để tạo kiến trúc làm cho hệ mái trở nên đặc biệt hơn. Xung quanh ngôi nhà sẽ được chúng tôi bố trí rất là nhiều cây cảnh, cây hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Ở khu vực sảnh chính, phía trần nhà sẽ được chúng tôi thiết kế một bố trí một chùm đèn rất là đẹp và rất là sang trọng. Và đây là một phối cảnh khác nữa của ngôi nhà. Các bạn có thể để ý là ở phía trước thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm hành lang ở phía trước nha các bạn, và lan can vẫn sẽ được chúng tôi sử dụng là lan can con tiện. Ngoài sảnh ở đây ở các bức tường chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chỉ âm để căn nhà trở nên bắt mắt và giảm sự đơn điệu cho bức tường. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ bên phải của ngôi nhà. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Hưng cũng đều rất là đẹp và rất là sang trọng. Đây là cận cảnh nhìn phía trước của ngôi nhà. Và đây là hình ảnh của ngôi nhà vào ban đêm nha các bạn. Rất là lung linh, lộng lẫy và rất là bắt mắt. Tiếp đến là
những phối cảnh khác nữa của ngôi nhà vào ban đêm. Đây là hình ảnh nhìn từ bên ngoài nha các bạn. Cổng sẽ được chúng tôi thiết kế có mái là mái Nhật, hai cột hai bên sẽ được thiết kế cột vuông rất là to. Hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là bắt mắt, sẽ giữa các cột rất là to thì sẽ là có hình song sắt có thể nhìn được vào bên trong. Bên ngoài sẽ được thiết kế thêm bồn hoa để anh Hưng có thể trồng hoa, trồng cây cảnh ở bên ngoài. Và đây là phối cảnh nhìn từ trên cao. Ngoài diện tích của ngôi nhà thì phần sân phía trước khá là rộng rãi, thoải mái chỗ vui chơi giải trí cho cả gia đình và chỗ đỗ gara ô tô. Tiếp đến các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về YouTube, kênh YouTube cũng như website của nhà đẹp Tân Á nha các bạn. Kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á giống như là hai thư viện thu nhỏ chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Anh Hưng cũng có chia sẻ với chúng tôi rằng trước khi anh liên hệ với kiến trúc Tân Á đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo chọn được cho mình những ngôi nhà thật là ưng ý. Các bạn có thể thấy rằng ở kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á thì sẽ là sự liên kết giữa các bạn và chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á thì chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công cho các chủ nhà từ trước tới nay. Ngoài ra chúng tôi có các công trình từ miền Trung tới miền Bắc và miền Nam. Các bạn có thể để ý ở tất cả các tỉnh mọi miền trên tổ quốc đều có công trình chúng tôi. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Các bạn có thắc mắc rằng là để thiết kế được một ngôi nhà như thế thì kiến trúc Tân Á đã cần bao nhiêu là con người, nhân lực và quy trình làm việc của kiến trúc là của Tân Á là như thế nào không các bạn? Và bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á nhà các bạn. Để hoàn thiện được một ngôi nhà sẽ trải qua ba giai đoạn chính, đó là khảo sát, thiết kế và thi công. Đối với căn nhà của anh Hưng, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đó là khu đất, lấy thông tin từ anh, sau đó sẽ chuyển thông tin về phòng kiến trúc kết hợp với kiến trúc phong thủy và kiến trúc nội thất. Ngoài thất sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật, cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Hưng, đến giai đoạn anh thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận, là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Hưng, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh Hưng 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Để hoàn thiện được một ngôi nhà, chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực ở mỗi vị trí. Chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với ngôi nhà của anh để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng, không thể nào mà so sánh được. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa, khu đất của anh Hưng, nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa và hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu đất của anh Hưng ở trên bìa đỏ nha các bạn, rất là vuông vắn. Và đây là hình ảnh khu đất được chúng tôi phát thảo lại sau khi đã đo đạc và có đầy đủ thông tin. Vị trí này sẽ là vị trí làm nhà nha các bạn. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo đạc khu đất, đo chiều rộng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho ngôi nhà sẽ là khoảng 1,2 tỷ đồng. Qua trao đổi và thống nhất thì chúng tôi sẽ thiết kế cho anh Hưng một căn nhà biệt thự cấp 4 có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, bếp công ăn, 4 phòng ngủ, phòng thờ, vệ sinh chung, sân ướt và gara sẽ được bố trí ở trước sân nhà các bạn. Qua trao đổi cũng như trong quá trình khảo sát thì anh nhận thấy rằng kiến trúc Tân Á làm việc rất là nhiệt tình, chu đáo và cẩn thận. Anh cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay
Kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại ngôi nhà của anh Hưng một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng 3D, mô tả công năng căn nhà của anh Hưng nhà các bạn. Để giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh Hưng. Ưu điểm của kiến trúc Tân Á đó là bất cứ căn nhà nào do Tân Á thiết kế cứ có 2D thì sẽ có 3D đi kèm để chủ nhà và tất cả mọi người có thể dễ hình dung về vị trí và công năng sử dụng đối với căn nhà của mình. Đó là ưu điểm của kiến trúc Tân Á mà không phải ngôi nhà công ty nào cũng có được. Căn nhà của anh Hưng từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách, về sau phòng khách sẽ là khu vực phòng thờ. Ở đây được chúng tôi thiết kế thêm hành lang để chỉnh trang phòng thờ cũng như làm cho căn nhà trở nên sang hơn. Căn nhà của anh Hưng sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng là vệ sinh khép kín. Ở phía cuối nhà sẽ là nhà vệ sinh, phòng sinh nhật chung, phòng bếp công ăn cũng như là nhà vệ sinh chung. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc để tìm hiểu và hiểu rõ hơn về diện tích ngôi nhà cũng như diện tích các phòng trong ngôi nhà của anh Hưng nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng một cách hợp lý thì chúng tôi sẽ về tận nơi đo phong thủy và đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Hưng. Anh Hưng sinh năm 1986, dựa vào phong thủy thì anh hiểu về bốn hướng làm nhà: Tây Bắc, Phước Đức, Đông Bắc, sinh khí, Tây Nam, Phục Vị, và hướng Tây là Thiên Y. Đây là mặt bằng định vị khu đất nhà các bạn. Căn nhà của anh Hưng có diện tích 15,5 x 11,5 m2, rất là rộng, và từ hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích là 37,4 m2, rất là rộng rãi. Phía sau phòng khách sẽ là phòng thờ có diện tích 20 m2. Căn nhà của anh Hưng sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng vệ sinh khép kín có diện tích 23,4 đi kèm vệ sinh khép kín 3,5. Phòng thứ hai có diện tích 18,6 đi kèm vệ sinh khép kín 3,5 m2. Phòng thứ ba sẽ có diện tích 23,4 m2. Cuối cùng sẽ là phòng bếp phòng ăn có diện tích 20 m2, được chúng tôi bố trí ở hướng Phúc Đức, và nhà vệ sinh chung sẽ được chúng tôi thiết kế có diện tích 1,8 m2. Ở đây chúng tôi sẽ thiết kế thêm cửa phụ để đi ra khu vực sân phơi cũng như sân ướt nhà các bạn. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi sẽ thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, tạo hình khối kiến trúc và giúp cho tổng thể căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hưng. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.